Malaysia hôm thứ Năm tái khẳng định kết luận của giới chức Úc rằng những mảnh vỡ mới được tìm thấy là từ chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất cách đây 2 năm. Bộ trưởng Giao thông Malaysia xác nhận hai mảnh vỡ này là những bộ phận của máy bay Boeing 777. Hơn nữa, sơn và chữ trang trí trên những mảnh vỡ này giống như trên những máy bay của Malaysia Airlines, nên họ kết luận gần như chắc chắn những mảnh vỡ này thuộc về chiếc MH370. Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết mô thức trôi dạt của những mảnh vỡ được tìm thấy dọc theo bờ biển Mozambique vào tháng 2 và tháng 12 năm ngoái cũng xác nhận máy bay đã rơi ở Nam Ấn Độ Dương. Chuyến bay 370 mất tích cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn trong khi đang trên đường đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014.